Rồi mời các bạn vào vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, điểm qua tham quan du lịch Hang Rái. Cùng điểm tham quan du lịch Hang Rái đây, Ninh Hải. Các bạn cùng khám phá tới đây, chúng ta tiếp tục khám phá vườn quốc gia Núi Chúa và Hang Rái, Ninh Thuận. Cái này là trách nhà điều hành được của vườn quốc gia Núi Chúa, trung tâm giáo dục môi trường. Ủa, lối vào Hang Rái hẳn đi vô Hang Rái. Ở đây cái cổng giống vui khu văn phòng này. Đây mình dừng rồi, hình như mình dừng rồi thôi, không rồi đi luôn. Lối vào đi hẳn luôn kìa, được kìa. Thôi vô kìa. Mình đi vô một cái khu nhà. Khu di tích kia, khu vườn quốc gia đó. Trạm dừng chân Hang Rái này, đi vô đi. Vé người lớn 30.000 người, trẻ em 6 đến 16 là 10.000. Vận chuyển là 10.000. Mình không cần, mình có ô tô thì mình đi mua vé vào cổng thôi. Mình là đây cái vé vào cổng 20.000 một người, lệ phí tham quan Hang Rái. Đấy mình đi xe điện kìa. Không thì mình đi xe điện này giá 10.000 người nè. Thì người ta đi bộ, trời nắng mà đi bộ mệt quá. Đi bộ bỏ 10.000 đi rồi. Sao không sao xe điện quá trời, làm gì khổ gì vậy? Nắng chang chang. Đây thì chỉ không, mình là khác, cái mặt đồ đẹp mà. Ủa sao vô đây để làm gì, vô đường này tiếp bờ xa mà có. Ô, họ đi cũng nhiều à. Đi bộ cũng khá nhiều. Đây là khách đi bộ. Cái này sao nhìn thấy dù như giống nhau, cứ khi nào là đúng chung rồi. Đoàn. Đâu có cái dù của resort kìa. Cái gì resort kìa. Xe ô tô mình đi thẳng, xe ô tô mình mua vé 4 người, mỗi người 20.000. Còn nếu đi xe điện kia thì người ta chở vào thêm 10.000 nữa mỗi người. Nếu mà mình tự đi bộ cho cái mấy ngày này, mấy người này tự đi bộ. Trên nó có đá. Ủa quẹo quá, hay là đi đâu rồi? Đi thẳng luôn cái này. À không phải. Chỗ này cái nhà. Xe mình vô trong phía trong kia kìa. Mình vô trong luôn á. Ủa, làm gì đây? Ở dưới này cũng xuống biển xuống rồi. Rồi vô hang, lên núi. Chắc là cái tên danh là gì thôi. Hang Rái nó có làm cái gì cũng chả biết. Rái nó hả? Đại học. Vào khu vực bảo tồn biển. Chỗ này gì đây? Đây là ngay khu vực bên trong Hang Rái, khu vực ăn uống giải khát các bạn. Ủa,
xe không? Tức là làm cái này hay. Ban quản lý vườn quốc gia núi Chúa. Welcome hang rái, quà tặng độc đáo của thiên nhiên. Hang rái đang là sự lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến nha. Vườn quốc gia núi Chúa đó. Cái tên hang rái này bắt nguồn từ việc những chú rái cá biển chọn những hang hốc được hình thành từ những quần thể đá xếp chồng lẫn lên nhau nơi sinh sống. Rồi nó thêm san hô cổ nữa nè. À cái đường lên. Xe ô tô mình có thể vào đến tận đây, à, cái đường đi hồi nãy các bạn. Và bây giờ tiếp tục lên đó là lên hang Thái đúng không? Thêm san hô cổ rồi đá muối nè, nằm cạnh này. Thêm san hô cổ. Khu nhà hàng ăn uống ở chỗ này có mấy cái nhà nghỉ đẹp ở bên phía kia. Rồi có cái xích đu bé ngồi.